À, còn cái câu mà vạn ác do dâm đứng đầu á, thì đây là cái câu của bên đạo giáo chứ không phải của Phật giáo. Tại vì đương nhiên là các cái tôn giáo khác, Khổng lão thì không có cái trí tuệ của Đức Phật, cho nên ấy họ sẽ có những cái suy nghĩ nó chưa có chính xác. Còn theo Đức Phật ấy thì cái nghiệp nào là cái nghiệp nghiêm trọng nhất? Vô minh đứng đầu. Còn cái dâm ấy, thì nó thuộc về ái, ái nhiễm. Nhưng mà cái vô minh ấy là cái anh đứng đầu, cho nên là vô minh là cái anh nghiêm trọng nhất. Trong tất cả các bài kinh, Đức Phật đều nhấn mạnh cái chuyện là vô minh là cái nghiêm trọng nhất, bởi vì nó là cái nhân trực tiếp dẫn đến chuyện sanh tử của chúng sanh. Còn xét về năm giới đó, năm giới của người tại gia cư sĩ thì cái giới uống rượu là nghiêm trọng nhất. Quý vị cứ nghĩ là sát sanh có thể nghiêm trọng nhất, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà dâm, hoặc là nói dối là nghiêm trọng nhất, nhưng không. Trong năm giới đó, cái giới uống rượu là cái giới nghiêm trọng nhất, bởi vì cái giới uống rượu đó nó làm triệt tiêu trí tuệ. Cái đó là cái thứ nhất. Mà khi quý vị triệt tiêu trí tuệ đó, tức là chúng ta cắt cái đường giải thoát. Mình triệt tiêu cái con đường giải thoát giác ngộ. Thành ra đó, cái giới này là nghiêm trọng nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta uống rượu đó, thì chúng ta làm bất kỳ một cái nghiệp bất thiện nào thì nó đều cộng thêm. Ví dụ như quý vị uống rượu rồi quý vị sát sanh thì nó là cái nghiệp uống rượu cộng sát sanh. Mình uống rượu rồi mình trộm cắp thì nó là cái nghiệp uống rượu cộng trộm cắp, tức là hai tội. Còn một việc nữa là khi quý vị uống rượu mà quý vị ngủ á, tức là mình uống xong rồi mình nghĩ là mình uống xong rồi mình không có hại ai hết, mình uống xong rồi mình mệt mình lăn ra mình ngủ, thì nó là cái nghiệp uống rượu đi kèm chung với cái nghiệp tà dâm. Quý vị có thể thấy lạ bởi vì cái này nó nằm ở trong chú giải. Uống rượu không thôi mà đi ngủ á là phạm hai tội chứ không phải một tội, tức là cái nghiệp uống rượu cộng thêm với cái nghiệp tà dâm. Bởi vì sao? Mặc dù mình không có một chi phần nào mà nó của nghiệp tà dâm hết, mà mình vẫn phải chịu cái nghiệp đó. Bởi vì khi chúng ta uống rượu mà chúng ta ngủ á, thì tức là chúng ta uống nhằm mục đích thỏa mãn các giác quan, thì nó có những cái chi phần tương ứng với cái nghiệp tài. Chính vì vậy đó, cái giới uống rượu là cái giới nghiêm trọng nhất, và cái xét về năm giới của người tại gia cư sĩ thì cái đó phải là cái nghiêm trọng nhất. Trong khi đó đó, Khổng lão hoặc là một vài cái tôn giáo khác, mà hình như là hầu hết các tôn giáo khác, họ xem rất là xem nhẹ cái việc uống rượu, và đối với họ đó cái việc uống rượu là hợp pháp. Trong khi đó Đức Thế Tôn thì nghiêm cấm cái việc uống rượu, và trong chú giải thì cái nghiệp uống rượu là nghiệp nghiêm trọng nhất chứ không phải là cái nghiệp mà tà dâm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, riêng trong ba cái tâm ấy thì gồm có tâm tham, tâm sân và tâm si. Trong khi đó cái vô minh là anh đứng đầu rồi, anh thuộc về tâm si. Nhưng mà xét về tâm tham ấy, trong tất cả các cái tham, ví dụ như tham ăn, tham uống, tham ngủ nghỉ, tham trang điểm, tham nghe nhạc, thì tất cả các cái tham đó thì tham dục là nghiêm trọng nhất, bởi vì nó là đặc điểm của chúng sanh cõi dục. Thành ra đó, quý vị khi mà xét về cái nào nghiêm trọng nhất á, thì chúng ta xét về ba cấp độ. Đầu tiên là cái anh vô minh. Anh vô minh là anh nghiêm trọng nhất. Vô minh là anh đứng đầu tất cả các ác nghiệp. Trong cái anh vô minh ấy thì nó còn đi kèm với cái anh tà kiến. Tại vì Đức Phật nói đó, này các tỳ kheo, người mà có tà kiến ấy,
thì những cái ác nghiệp nào mà họ chưa làm họ sẽ làm, mà những cái ác nghiệp nào mà họ đã có đó thì nó sẽ tăng trưởng cho đến tràn đầy. Đó là do anh tà kiến, mà anh tà kiến thì nó thuộc về cái anh vô minh, cho nên cái anh này là cái ác nghiệp là nghiêm trọng nhất. Khi mà mình có tà kiến hoặc là mình vô minh ấy thì cái ác nghiệp gì mình cũng làm được hết ha, anh đó là anh nghiêm trọng nhất. Xuống nữa xét về năm giới đó thì cái anh uống rượu là nghiêm trọng, anh đứng thứ nhì ha, đứng thứ nhì. Rồi xuống nữa đó xét về cái tâm tham ấy thì cái anh tham dục thì ảnh là cái anh đứng đầu ở trong đó.